Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, tử tù là những người phải trả giá đắt nhất cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Phía sau cánh cửa biệt giam, người thẫn thờ lạc lối, người thì chán nản tuyệt vọng, người thì cố níu vớt hy vọng về cơ hội cuối cùng để được sống. Có lẽ lúc sắp phải xa rời với cuộc sống thì họ mới nhận ra sau tội lỗi mà mình gây ra to lớn đến nhường nào. Và bây giờ thì xin được kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sáng sớm ngày 31 tháng 3 năm 2010, Đại tá Đỗ Văn Hùng, giám thị trại tạm giam Hà Nội, dẫn tôi xuống khu giam tử hình nữ. Đó là khu buồng giam nằm ở dãy cuối cùng trong khu trại, nương dưới những gốc bàng. Mùa này, lá đương xanh mơn mởn. Khoảng sân trước mặt đầy nắng, tôi còn nghe thấy cả tiếng chim hót lành lót trong một không gian yên lặng như tờ. Nhưng vượt qua mấy lần cửa sắt im ỉm khóa, vào đến buồng giam là cái lạnh từ đâu bỗng sộc tới. Không gian tự dưng trở nên âm u đến lạ kỳ. Tôi bất chợt run lên khi từ bên trong những cánh cửa buồng giam kín mít kia bỗng có một giọng nói. Nghe bước chân quen thế, có phải Ban không ạ? Chỉ thế thôi mà đôi chân tôi bỗng xíu lại, trong khi Đại tá Hùng thì vẫn thong thả bước. Nỗi hoảng hốt khiến tôi không thể đuổi kịp bước chân của Đại tá Hùng nữa. Nhưng may là ông đã dừng lại, chính xác, ở trước cửa buồng giam vừa phát ra tiếng nói kia, giọng ông trầm xuống. Ban xuống đây thăm, có khỏe không? Cửa buồng giam lúc này đã được người nữ quản giáo mở ra. Hai nữ tử tù cười tươi rói rói, lễ phép, chào Đại tá Hùng. Thì ra là Thơm và Thành. Ở trong khu giam tử hình nữ, hai mẹ già buôn heroin được xếp ở cùng buồng giam với nhau. Hai bệ xi măng trong buồng giam tử tù, Nguyễn Thị Thành, bà trùm ma túy vùng Tây Bắc nằm một bên, còn bên kia, bệ xi măng đối diện là chỗ nằm của Nguyễn Thị Thơm, bà trùm ma túy ở Hà Nội. Thành hơn Thơm đến 8 tuổi, năm nay đã sắp bước vào tuổi 40 nhưng trông vẫn còn khá xuân sắc. Tôi đoán rằng khi còn ở ngoài xã hội, chắc là người đàn bà này rất đẹp. Nhưng Thành bảo ở quê em, cao nguyên Mộc Châu lúc nào cũng mát mẻ nên da ai cũng trắng. Trông bắt mắt thôi chứ nhan sắc thì chả có gì nổi bật. Rồi bẽn lẽn cười, giấu mặt đi sau tay áo. Nhìn Thành cả gương mặt và dáng vẻ, không ai nghĩ đó lại là một bà trùm. Ở thị xã Mộc Châu, Thành mở cửa hiệu kinh doanh bếp ga và chả ai ngờ được đó chỉ là vỏ bọc. Thành cùng với anh trai của mình là Nguyễn Trọng Thanh, chính là đầu mối cung cấp heroin cho nhóm buôn bán của Lê Sĩ Thủy ở Hà Nội. Mua hàng từ biên giới, chị em Thành tập kết ở nhà Thành rồi thuê người đem hàng về Hà Nội, giao cho Lê Sĩ Thủy. Sau rồi, Lê Sĩ Thủy bị bắt và bị tuyên án tử hình. Mãi đến 2 năm sau, trong những ngày chờ thi hành án, Thủy đã khai ra mấy chuyến hàng mua bán của anh em Thành. Thế là ngày 8 tháng 12 năm 2006, Thành bị bắt và dù Thành có cố nại ra rằng tại anh Thủy tán tỉnh tôi không được nên sinh ra thủ tức đổ oan cho tôi, thì mọi chứng cứ đã chứng minh được rằng Thành chính là người đã bán heroin cho Thủy rất nhiều lần với số lượng lớn. Bởi vậy, trong cả phiên tòa sơ thẩm ngày 9 tháng 5 năm 2008 và phúc thẩm ngày 8 tháng 9 năm 2008, Thành đều bị tuyên án tử hình. Khi đó, chồng Thành đã chết và Thành bảo rằng Thành trả án xong là hai đứa con Thành sẽ trở thành mồ côi. Nhưng đã quá muộn rồi cho những ân hận, những sám hối cay đắng. Đó là một cuộc gặp nhiều nước mắt. Cầm đầu một đường dây buôn bán tới hơn 100 bánh heroin, ở Thơm hội đủ những thứ cần có của một bà trùm, liều lĩnh, lạnh lùng, lì lợm. Nhưng khi nhắc tới người tình và những đứa con, Nguyễn Thị Thơm bỗng khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi đã bấm khá nhiều bức ảnh trong khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi của người đàn bà này. Trong cuộc gặp gỡ ấy, khi cô cúi đầu viết thư cho mẹ, khi cô kể về người tình mà hai hàng nước mắt chứa chan. Bây giờ, gặp lại Thơm sau gần 3 năm, dù đã mang án tử hình, nhưng Thơm không khác xưa là mấy. Cô vẫn trẻ và xinh đẹp, da vẫn trắng, môi vẫn hồng. Chỉ khác là mái tóc dài ngang lưng, giờ đã ngắn thành tóc thề, chấm đúng ngang vai. Và nom cô ấy có vẻ đẫy đà hơn. Tôi bảo, tóc dài óng ả thế, cắt làm gì? Thơm rưng rưng cười. Để dài mãi cũng chán, thay đổi đi cho đỡ tẻ chị à. Ở trong này buồn lắm, ngồi cả ngày thôi, chả biết làm gì. Ngày nào cũng trôi đi giống nhau, nặng nề, chậm chạp và thấp thỏm. Thơm kể, mắt nhìn xuống đất, bàn tay di mãi xuống nền xi măng nơi bệ nằm, nghe có vẻ thoáng buồn.
Tôi vừa nghe cô nói, vừa quan sát khắp lượt cái không gian bé xíu, nơi hai tử tù đang ở, đang sống những ngày cuối cùng trước khi về với đất. Buồng giam hẹp nhưng gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ. Bệ nằm bóng loáng, cả chiếc cùng chân nơi cuối giường cũng trắng, bóng lấp lóa. Cối hoa rực rỡ ở đầu giường, thoáng thấy cả mùi xà phòng thơm thoang thoảng. Thơm diện bộ đồ ngủ dài tay, may rất thời trang với những họa tiết cam xanh khá vui mắt. Thành thì giản dị hơn trong bộ đồ tối màu. Tóc buông xõa lưng, tết chải gọn gàng, đồ ăn của hai người thì chất đầy trên kệ. Thơm bảo, quà tiếp tế của hai đứa chúng em rất nhiều, ăn trả hết thì để vào đây. Nói chung là chả thiếu thứ gì, tuần nào cũng có tiếp tế. Tôi hỏi, em còn ai thăm nuôi? Thì Thơm cười, nhưng khóe mắt lại ướt. Chỉ còn mẹ thôi. Còn Cường thì sao? Ánh mắt của Thơm vụt trở nên lấp lánh. Anh ấy bị tuyên 20 năm, chả biết bây giờ đang ở trại nào. Bây giờ còn lấy vào mì tôm để làm thiệp tặng Cường không? Thơm lắc đầu, bẽn lẽn. Có vẻ như tình yêu vẫn chưa chết trong người đàn bà bạo liệt này. Dù bây giờ cô ta đang ở trong khu giam tử hình và cuộc sống với những tử tù như Thơm thì chỉ còn tính bằng ngày. Sinh năm 1979, rời bỏ gia đình ở Phúc Thọ, Hà Tây cũ, ra Hà Nội làm cái trong một nhà hàng karaoke ở Thanh Trì từ khi 15 tuổi. Lấy chồng đầu tiên, sinh con từ năm 17 tuổi. Sau khi bỏ người chồng thứ hai thì Thơm mới yêu Cường. Đã dạn dĩ với những cuộc tình, nhưng tình yêu với Nguyễn Khắc Cường vẫn là một cuộc tình thiêng liêng đối với Thơm. 17 tuổi, chấm dứt cuộc đời làm cái nhờ sự giúp đỡ của một kẻ giang hồ tên là Hát, khá nổi danh ở bãi Phúc Xá. Thơm trả nghĩa Hát bằng cách lấy anh ta làm chồng. Cho dù lúc ấy Hát là một con nghiện oặt xà lai, và Thơm biết khi gắn bó cuộc đời với một con nghiện là cả một tấn bi kịch đang chờ đợi ở trước mắt. Quả đúng là như vậy. Dù đã hết lòng cung phụng, yêu chiều Hát, nhưng Thơm thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn như tử của Hát, kể cả lúc Thơm đã mang thai với Hát. Vì thế năm 1996 thì Thơm bỏ đi để sang Trung Quốc lấy chồng, những mong tìm được nơi nương tựa, mang theo cả đứa con chung với Hát. Lúc đó thì mới đang là bào thai trong bụng. Người đàn ông Trung Quốc mua Thơm về làm vợ là một người tốt bụng. Anh ta biết Thơm đang có thai nhưng chấp nhận và hứa sẽ coi đứa con riêng của Thơm như con ruột. Cuộc sống của Thơm với người chồng Trung Quốc vất vả nghèo khó nhưng khá đầm ấm. Sau khi đẻ một bé trai thì Thơm sinh cho chồng thêm hai đứa nữa, một trai một gái, giống chồng như đúc. Tuy nhiên với Thơm thì đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Vì thế mà chỉ sống với người chồng thứ hai được ít lâu thì vào một ngày mưa tầm tã, Thơm đành gạt nước mắt, dứt tình, để lại đứa con riêng, ôm hai đứa con chung với người chồng Trung Quốc, bỏ trốn khỏi nhà, đi theo một người dẫn đường về biên giới Việt Trung. Sau đó, Thơm ôm hai con quay về, sống chung với Hát, và vẫn như ngày xưa, bi kịch lại lặp lại, những trận đòn như tử của Hát lại giáng xuống đầu cô, rồi Thơm lại ra đi. Cô gửi con lại quê, lên biên giới Việt Trung, bắt đầu kiếm tìm một cuộc sống mới. Tại đây, Thơm đã gặp một bà trùm ma túy người gốc Bắc Giang tên là Hương, biệt hiệu là Hương Sam. Thấy Thơm nhanh nhẹn, lại biết tiếng Trung nên ban đầu Hương Sam thuê Thơm làm phiên dịch trong các lần mua bán heroin với khách hàng người Trung Quốc. Sau rồi thì thông thạo mối làm ăn, Thơm quyết định cướp mối hàng của Hương Sam, nhảy lên địa vị của một bà trùm kể từ đó, trở thành đầu mối thu gom hàng từ nhiều đường dây khác nhau để chuyển qua biên giới, bán kiếm lời. Cũng từ đây, Thơm trở thành đại gia với rất nhiều nhà cửa, đất đai, ô tô. Thơm đưa chị gái là Nguyễn Thị Nga ở quê lên biên giới để làm ăn cùng. Và trong một chuyến giao hàng cho khách ở biên giới, do bị ốm không đi được nên Thơm đã nhờ Nga đi thay mình. Ngờ đâu chuyến ấy, Nga bị công an Trung Quốc bắt giữ với tội danh buôn bán chất ma túy. Rất có thể Nga sẽ bị tuyên án tử hình, trong khi đứa con út của Nga thì vẫn còn rất nhỏ. Vì vụ ấy, Thơm thoát chết, nhưng từ sau đó, Thơm rơi vào cuộc sống u buồn triền miên vì cô thương Nga, vì cô ân hận bởi chính cô, chứ không phải ai khác đã đẩy người chị ruột vào chỗ chết. Thơm quay về Hà Nội để giải sầu. Thơm thường lang thang trong đêm tại những quán net, lên mạng chat chít cho quên sầu. Một đêm, khi đang lang thang trên mạng, thì Thơm tình cờ bắt gặp một cái nick nghe ngộ ngộ là Trai Đang Sầu. Và thế là Thơm chat, rồi họ hẹn, rồi offline như bất cứ mối tình qua net nào khác. Nhưng lần này thì Thơm gặp may.
chàng trai đang sầu Trần Khắc Cường hóa ra không phải là dân giang hồ như đám người mà Thơm vẫn thường giao du bấy lâu nay. Cường là con nhà tử tế, lúc đó đang sống với cha mẹ ở ngõ Thổ Quan. Cường vừa đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan trở về, đã dành dụm được một chút vốn liếng và đang đi tìm việc làm. Trong thời gian này, Cường thi thoảng lên mạng chat với những người bạn quen hồi ở bên Đài Loan và Cường đã gặp Thơm. Vốn là người đàn bà quá từng trải, lại xinh đẹp nên chỉ cần tung ra vài chiêu độc là Thơm trói được Cường. Thơm giấu nhẹm tên thật, chỉ giới thiệu với Cường rằng mình tên là Hà. Cường say Thơm như điếu đổ, dù Thơm không thèm giấu giếm là Thơm đã từng có hai đời chồng và ba đứa con. Gia đình và những bạn bè thân thiết của Cường chỉ biết rằng Thơm đi buôn Trung Quốc và rất giàu có, chứ không ai biết Thơm là một mẹ già heroin. Riêng Cường, sau khi cặp với Thơm một thời gian thì Cường biết. Nhưng trong tình yêu mù quáng với Thơm thì Cường đã không biết dừng lại. Thế nên khi Cường bị bắt cùng với Thơm với vai trò là đồng phạm, Thơm rất thương Cường. Cô đã tìm mọi cách để nhận hết tội về mình nhưng không được. Ngày sinh nhật của Cường, ở trong buồng giam, Thơm đã làm một tấm thiệp rất đẹp, trang trí rất nhiều hoa văn, màu sắc rực rỡ bằng cách xé dán vỏ mì tôm, vỏ hộp sữa, vỏ bánh để tặng Cường. Thơm còn sáng tác một bài hát bằng tiếng Trung và làm thơ gửi cho Cường với những lời lẽ tha thiết và nồng nàn. Mình ơi, hôm nay là sinh nhật mình, em chẳng biết làm thế nào để đến bên mình được. Em chỉ biết ngồi khóc và làm tấm thiệp này. Bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu em dành trọn trong tấm thiệp. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ, ở trong khu giam tử tù này, khi cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình, thì Thơm biết cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày. Cô không còn nhớ Cường lồng lộn như ngày đầu mới bị bắt giam nữa, cũng chả làm thiệp, làm thơ gì cho Cường. Thời gian làm cô nguôi ngoài đi những dằn vặt với người đàn ông đã cho cô tình yêu và suốt đời cô mắc nợ. Bây giờ, cô chỉ còn nghĩ đến người mẹ và những đứa con với tất cả những đắng cay xa xót. Với tội lỗi tày trời của mình, cô biết mình đáng phải chết nên bình tâm chờ ngày đi trả án. Nhưng người đàn bà này hiểu rằng, ngay cả khi đã trở về với cát bụi rồi thì cô vẫn còn mang tội với mẹ và các con khi cô chưa tròn bổn phận làm con của ba mẹ già và làm mẹ của ba đứa trẻ. Đó mới chính là tấn bi kịch đau đớn nhất của đời cô mà ma túy đem đến. Sáng sớm ngày 31 tháng 3 năm 2010, Đại tá Đỗ Văn Hùng, giám thị trại giam Hà Nội, dẫn tôi xuống khu giam tử tù nữ. Đó là khu buồng giam nằm ở dãy cuối cùng trong khu trại, nương dưới những gốc bàng. Mùa này lá đương xanh mơn mởn, khoảng sân trước mặt đầy nắng. Tôi còn nghe thấy cả tiếng chim hót lảnh lót trong một không gian yên lặng như tờ. Nhưng vượt qua mấy lần cửa sắt im ỉm khóa, vào đến buồng giam là cái lạnh từ đâu bỗng xộc tới. Không gian tự dưng trở nên âm u đến kỳ lạ. Tôi bất chợt run lên khi từ bên trong những cánh cửa buồng giam kín mít kia bỗng có một giọng nói. Nghe bước chân quen thế, có phải là Ban không ạ? Chỉ thế thôi mà đôi chân tôi bỗng díu lại. Trong khi Đại tá Hùng vẫn thong thả bước, nỗi hoảng hốt khiến tôi không thể đuổi kịp bước chân của Đại tá Hùng nữa. Nhưng may là ông đã dừng lại, chính xác ở trước cửa buồng giam vừa phát ra tiếng nói kia. Giọng ông trầm xuống. Ban xuống thăm đây, có khỏe không? Cửa buồng giam lúc này đã được người nữ quản giáo mở ra. Hai nữ tử tù cười tươi roi rói, lễ phép chào Đại tá Hùng. Thì ra là Thơm và Thành. Ở trong khu giam tử hình nữ, hai mẹ già buôn heroin được xếp ở cùng buồng giam với nhau. Hai bệ xi măng trong buồng giam tử tù, Nguyễn Thị Thành, bà trùm ma túy vùng Tây Bắc, nằm một bên, còn bên kia, bệ xi măng đối diện là chỗ nằm của Nguyễn Thị Thơm, bà trùm ma túy ở Hà Nội. Thành hơn Thơm đến 8 tuổi, năm nay đã bước sang tuổi 40, nhưng trông vẫn còn khá xuân sắc. Tôi đoán rằng khi còn ở ngoài xã hội, chắc người đàn bà này rất đẹp. Nhưng Thành bảo ở quê em, cao nguyên Mộc Châu lúc nào cũng mát mẻ, nên da ai cũng trắng, trông bắt mắt thôi, chứ nhan sắc chả có gì nổi bật. Rồi bẽn lẽn cười, giấu mặt đi sau tay áo. Nhìn Thành cả gương mặt và dáng vẻ, không ai nghĩ đó là một bà trùm. Ở thị xã Mộc Châu, Thành mở cửa hiệu kinh doanh bếp gas và chả ai ngờ được đó chỉ là vỏ bọc. Thành cùng với anh trai của mình là Nguyễn Trọng Thanh chính là đầu mối cung cấp heroin cho nhóm buôn bán của Lê Sĩ Thủy ở Hà Nội. Mua hàng từ biên giới, chị em Thành tập kết ở nhà Thành
rồi thuê người đem hàng về Hà Nội giao cho Lê Sĩ Thủy. Sau rồi Lê Sĩ Thủy bị bắt và bị tuyên án tử hình. Mãi đến 2 năm sau, trong những ngày chờ thi hành án, Thủy đã khai ra mấy chuyến hàng mua bán của anh em Thành. Thế là ngày 8 tháng 12 năm 2006, Thành bị bắt và dù Thành có cố nại ra rằng tại anh Thủy tán tỉnh tôi không được nên sinh ra thủ tức, đổ oan cho tôi, thì mọi chứng cứ đã chứng minh được rằng Thành chính là người đã bán heroin cho Thủy rất nhiều lần với số lượng lớn. Bởi vậy trong cả phiên tòa sơ thẩm ngày 9 tháng 5 năm 2008 và phúc thẩm ngày 8 tháng 9 năm 2008, Thành đều bị tuyên án tử hình. Khi đó chồng Thành đã chết và Thành bảo rằng Thành trả án xong là hai đứa con Thành sẽ trở thành mồ côi. Nhưng đã quá muộn rồi cho những ân hận, những sám hối đắng cay. Đó là một cuộc gặp nhiều nước mắt. Cầm đầu một đường dây buôn bán tới hơn 100 bánh heroin, ở Thơm hội đủ những thứ cần có của một bà trùm, liều lĩnh, lạnh lùng, lì lợm. Nhưng khi nhắc tới người tình và những đứa con, Thơm bỗng khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi đã bấm khá nhiều bức ảnh trong khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi của người đàn bà này. Trong cuộc gặp gỡ ấy, khi cô cúi đầu viết thư cho mẹ, khi cô kể về người tình mà hai hàng nước mắt chứa chan. Bây giờ gặp lại Thơm, sau gần 3 năm, dù đã mang án tử hình, nhưng Thơm không khác xưa là mấy. Cô vẫn trẻ và xinh đẹp, da vẫn trắng, môi vẫn hồng, chỉ khác là mái tóc dài ngang lưng giờ ngắn thành tóc thề chấm đúng ngang vai và nom có vẻ đẫy đà hơn. Tôi bảo tóc dài óng ả thế cắt làm gì? Thơm rưng rưng cười, để dài mãi cũng chán, thay đổi đi cho đỡ tẻ chị ạ. Ở trong này buồn lắm, ngồi cả ngày thôi chả biết làm gì, ngày nào cũng trôi đi giống nhau, nặng nề chậm chạp và thấp thỏm. Thơm kể, mắt nhìn xuống đất, bàn tay di mãi xuống nền xi măng nơi bệ nằm, nghe có vẻ thoáng buồn. Tôi vừa nghe cô nói vừa quan sát khắp lượt cái không gian bé xíu nơi hai tử tù đang ở, đang sống những ngày cuối cùng trước khi về với đất. Buồng giam hẹp nhưng gọn gàng, sạch sẽ đến không ngờ, bệ nằm bóng loáng, cả chiếc cùm chăn nơi cuối giường cũng trắng bóng lấp lóa. Gối hoa rực rỡ ở đầu giường, thoáng thấy cả mùi xà phòng thơm thoang thoảng. Thơm diện bộ đồ ngủ dài tay, may rất thời trang với những họa tiết gam xanh khá vui mắt. Thành thì giản dị hơn trong bộ đồ tối màu, tóc buông xõa lưng, tết trải gọn gàng, đồ ăn của hai người chất đầy trên bệ. Thơm bảo, quà tiếp tế của hai đứa chúng em nhiều, ăn trả hết thì để vào đây. Nói chung chả thiếu thứ gì, tuần nào cũng có tiếp tế. Tôi hỏi em còn ai thăm nuôi? Thơm cười nhưng khóe mắt lại ướt. Chỉ còn mẹ thôi. Còn Cường thì sao? Ánh mắt của Thơm vụt trở nên lấp lánh. Anh ấy bị tuyên 20 năm, chả biết bây giờ ở trại nào. Bây giờ còn lấy vỏ mì tôm làm thiệp tặng Cường không? Thơm lắc đầu bẽn lẽn. Có vẻ như tình yêu vẫn chưa chết trong người đàn bà bạo liệt này. Dù bây giờ cô ta đang ở trong khu giam tử hình và cuộc sống với những tử tù như Thơm chỉ còn tính bằng ngày. Sinh năm 1979, rời bỏ gia đình ở Phúc Thọ, Hà Tây cũ, ra Hà Nội làm gái trong một nhà hàng karaoke ở Thanh Trì từ khi 15 tuổi. Lấy chồng đầu tiên, sinh con từ năm 17 tuổi. Sau khi bỏ người chồng thứ hai, Thơm mới yêu Cường. Đã dạn dĩ với những cuộc tình, nhưng tình yêu với Nguyễn Khắc Cường vẫn là cuộc tình thiêng liêng đối với Thơm. 17 tuổi, chấm dứt cuộc đời làm gái nhờ sự giúp đỡ của một kẻ giang hồ tên là Hát, khá nổi danh ở bãi Phúc Xá. Thơm trả nghĩa Hát bằng cách lấy anh ta làm chồng. Cho dù lúc ấy Hát là một con nghiện hoặc xà lai, và Thơm biết khi gắn cuộc đời với một con nghiện là cả tấn bi kịch đang đợi chờ ở phía trước. Quả đúng là như vậy. Dù đã hết lòng cung phụng, yêu chiều Hát, nhưng Thơm thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn nhừ tử của Hát, kể cả lúc Thơm đã mang thai với Hát. Vì thế năm 1996 thì Thơm bỏ Hát để sang Trung Quốc lấy chồng, những mong tìm được nơi nương tựa, mang theo cả đứa con chung với Hát, lúc đó mới đang là bào thai trong bụng. Người đàn ông Trung Quốc mua Thơm về làm vợ là một người tốt bụng. Anh ta biết Thơm đang có thai nhưng chấp nhận và hứa sẽ coi đứa con riêng của Thơm như con ruột. Cuộc sống của Thơm với người chồng Trung Quốc vất vả, nghèo khó nhưng khá đầm ấm. Sau khi đẻ một bé trai, Thơm sinh cho chồng thêm hai đứa nữa, một trai một gái. Giống chồng như đúc, tuy nhiên với Thơm đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vì thế mà chỉ sống với người chồng thứ hai được ít lâu, thì vào một ngày mưa tầm tã, Thơm đành gạt nước mắt, dứt tình để lại đứa con riêng, ôm hai đứa con chung với người chồng Trung Quốc bỏ trốn khỏi nhà, đi theo một người dẫn đường về biên giới Việt-Trung. Sau đó,
Thơm ôm hai con quay về sống chung với Hát. Và vẫn như ngày xưa, bi kịch lại lặp lại. Những trận đòn nhừ tử của Hát lại giáng xuống đầu cô. Rồi Thơm lại ra đi, cô gửi con lại quê, lên biên giới Việt Trung, bắt đầu kiếm tìm một cuộc sống mới. Tại đây, Thơm đã gặp một bà trùm ma túy người gốc Bắc Giang, tên là Hương, biệt hiệu là Hương Xăm. Thấy Thơm nhanh nhẹn lại biết tiếng Trung, nên ban đầu Hương Xăm thuê Thơm làm phiên dịch trong các lần mua bán heroin với khách hàng người Trung Quốc. Sau rồi thông thạo mối làm ăn, Thơm quyết định cướp mối hàng của Hương Xăm, nhảy lên địa vị của một bà trùm từ đó, trở thành đầu mối thu gom hàng từ nhiều đường dây khác nhau để chuyển qua biên giới bán kiếm lời. Cũng từ đây, Thơm trở thành đại gia với rất nhiều nhà cửa, đất đai, ô tô. Thơm đưa chị gái là Nguyễn Thị Nga ở quê lên biên giới làm ăn cùng. Và trong một chuyến giao hàng cho khách ở biên giới, do bị ốm không đi được, nên Thơm đã nhờ Nga đi thay mình. Ngờ đâu, chuyến ấy Nga bị công an Trung Quốc bắt giữ với tội danh buôn bán chất ma túy. Rất có thể Nga sẽ bị tuyên án tử hình, trong khi đứa con út của Nga vẫn còn rất nhỏ. Phi vụ ấy, Thơm thoát chết, nhưng từ sau đó, Thơm rơi vào cuộc sống u buồn triền miên vì cô thương Nga, vì cô ân hận bởi chính cô, chứ không phải ai khác đã đẩy người chị ruột vào chỗ chết. Thơm lại quay về Hà Nội và để giải sầu. Thơm thường lang thang trong đêm tại những quán net, lên mạng chat chít cho quên sầu. Một đêm khi đang lang thang trên mạng, Thơm tình cờ bắt gặp một cái nick nghe ngổ ngộ, trai đang sầu. Và thế là Thơm chat rồi hò hẹn, rồi offline như bất cứ mối tình qua net nào khác. Nhưng lần này thì Thơm gặp may, chàng trai đang sầu Trần Khắc Cường hóa ra không phải là dân giang hồ như đám người mà Thơm vẫn giao du bấy lâu nay. Cường là con nhà tử tế, lúc đó đang sống với cha mẹ ở ngõ Thổ Quan Cường, vừa đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan trở về, đã dành dụm được một chút vốn liếng và đang đi tìm việc làm. Trong thời gian này, Cường thi thoảng lên mạng chat với những người bạn quen ở bên Đài Loan và Cường đã gặp Thơm. Vốn là người đàn bà quá từng trải lại xinh đẹp, nên chỉ cần tung ra vài chiêu độc là Thơm đã trói được Cường. Thơm giấu nhẹm tên thật, chỉ giới thiệu với Cường rằng mình tên là Hà. Cường say Thơm như điếu đổ, dù Thơm không thèm giấu giếm, Thơm từng có hai đời chồng và ba đứa con. Gia đình và những bạn bè thân thiết của Cường chỉ biết rằng Thơm đi buôn Trung Quốc và rất giàu có, chứ không ai hay biết Thơm là một mẹ già heroin. Riêng Cường, sau khi cặp với Thơm một thời gian thì Cường biết. Nhưng trong tình yêu mù quáng với Thơm, Cường đã không biết dừng lại. Thế nên khi Cường bị bắt cùng Thơm với vai trò đồng phạm, Thơm rất thương Cường. Cô đã tìm mọi cách để nhận hết tội lỗi về mình nhưng không được. Ngày sinh nhật của Cường, ở trong buồng giam, Thơm đã làm một tấm thiệp rất đẹp, trang trí rất nhiều hoa văn, màu sắc rực rỡ bằng cách xé dán vỏ mì tôm, vỏ hộp sữa, vỏ bánh để tặng Cường. Thơm còn sáng tác một bài hát bằng tiếng Trung và làm thơ gửi cho Cường với những lời lẽ tha thiết nồng nàn. Mình ơi, hôm nay là sinh nhật mình, em chẳng biết làm thế nào để đến được bên mình. Em chỉ biết ngồi khóc và làm tấm thiệp này. Bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu em dành trọn trong tấm thiệp. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ ở trong khu giam tử tù này, khi cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình, thì Thơm biết cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày. Cô không còn nhớ Cường lồng lộn như ngày mới đầu bị bắt giam nữa, cũng chả làm thiệp làm thơ gì nữa cho Cường. Thời gian làm cô nguôi ngoai đi những dằn vặt với người đàn ông đã cho cô tình yêu và suốt đời cô mắc nợ. Bây giờ cô chỉ còn nghĩ đến mẹ và những đứa con với tất cả những đắng cay xa xót. Với tội tày trời của mình, cô biết mình đáng phải chết nên bình tâm chờ ngày đi trả án. Nhưng người đàn bà này hiểu rằng, ngay cả khi đã trở về với cát bụi rồi, thì cô vẫn còn mang tội với mẹ và các con khi cô chưa tròn bổn phận, làm con của bà mẹ già và làm mẹ của ba đứa trẻ. Đó mới chính là tấn bi kịch, đau đớn nhất của đời cô mà ma túy đem đến. Lời, Nhung còn rủ thêm chị dâu là Hoàng Thị Tuyến, sinh năm 1963, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, và hai cháu ruột, con của Tuyến là Trần Đình Trung, Trần Thị Ánh Tuyến, cùng tham gia vào đường dây của mình. Dắt dây nhau, anh Cận còn rủ em trai là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1972, ở C56 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, nhập vào mối làm ăn. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011, tử tù Trần Thị Nhung và đồng bọn đã thực hiện 29 vụ mua bán ma túy với 33 bánh heroin, trọng lượng trên 10,7 kg. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hành tung và việc làm phi pháp của Nhung và đồng bọn đã bị lực lượng công an phát hiện,
lúc 8 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2011 tại ngã tư Ác Quy, xã An Đồng, huyện An Dương. Tổ công tác phòng PC47 qua kiểm tra xe máy của Nguyễn Mạnh Hùng chở chị gái là Oanh Cận, phát hiện trong cốp xe của Hùng có 10 chiếc dép xốp. Trong các đế dép có 9 túi ni lông đựng 974,68 gam ma túy và một túi ni lông chứa 198 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 19,03 gam ma túy đá. Oanh Cận khai số ma túy trên là do anh mang từ Sơn La về giao cho Trần Thị Nhung. Từ lời khai của Oanh Cận, cơ quan điều tra tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Nhung, thu một gói đựng 0,14 gam ma túy đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một xe máy, 3 điện thoại di động. Ngày ra đứng trước vành móng ngựa, Nhung biết cái giá mà thị phải trả. Khi hội đồng xét xử tuyên Nhung mức án cao nhất là tử hình, biết rằng số phận coi như đã hết, thị không viết đơn kháng cáo xin tha tội chết. Nhung đã khóc cạn nước mắt vì hối hận vì những lỗi lầm mình gây ra, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những ngày tháng trong buồng giam, Nhung thường tâm sự buồn vui với nữ tử tù Đỗ Thị Hằng, sinh năm 1981, ở quận Dương Kinh. Hằng cùng chung hoàn cảnh bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép ma túy. Hai nữ tử tù này luôn động viên nhau chấp hành tốt nội quy của trại, nên cả hai đều không có biểu hiện chống đối cán bộ quản giáo. Sáng ngày 17 tháng 10, nữ tử tù Trần Thị Nhung, sinh năm 1969, ở trại Chuối, Hồng Bàng, đã bị đưa đi thi hành án tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Sau khi được đưa đi thi hành án theo quyết định của Hội đồng thi hành án, sáng cùng ngày, xác tử tù Trần Thị Nhung được đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hải Phòng. Sau đó, tro cốt được bàn giao cho gia đình. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê ở Bến Tre, cũng bị tuyên y án chung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Riêng bị cáo Đinh Thị Mai Thuy đang nuôi hai con nhỏ nên chỉ bị tuyên án chung thân. Sau phiên tòa này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy thì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù kháng cáo nhưng hai bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày, nếu bị tòa tuyên y án tử hình thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Thanh vận chuyển 3 kg heroin. Thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công là 250 đô la Mỹ. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà đi du lịch. Theo lời Thuy, cô quen một người tên là Smicking, không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền chênh lệch. Sáng ngày 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một người phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Khi gặp các nữ phạm nhân mang án ma túy tại trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh khác nhau dẫn đến phạm tội. Điều đáng trách hơn, những nữ phạm nhân ấy đã bất chấp các quy định của pháp luật để mắc nợ với đời, với những người thân của mình. Nguyễn Thị Giang, 45 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ Giang thay chồng nuôi 6 con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, là chị cả nên học chưa hết lớp 5, Giang nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành, nghe theo đám bạn, Giang quyết định vượt biên sang Trung Quốc tìm cơ hội đổi đời. Song thực chất, các đối tượng lừa bán Giang vào nhà thổ rồi làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau gần 20 năm sống ở nơi đất khách, Giang nhớ gia đình, nhớ quê hương, tìm cách bỏ trốn về Việt Nam.
đầu năm 2013, Giang bỏ chồng cùng hai người con trở về địa phương trong niềm vui tột cùng của gia đình. Từ một cô gái hiền lành chân chất, Giang trở nên dạn dĩ, lì lợm hơn. Quá uất ức với những kẻ đẩy Giang vào đường cùng, Thị nung nấu ý định trả thù đời, đe dọa người khác. Số phận đưa đẩy, Nguyễn Thị Giang gặp Đào Viết Mừng, 47 tuổi, trú tại Cầu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng, rồi bị cuốn vào những chuyến buôn hàng trắng với ông trùm ma túy đất cảng. Mừng thấy Giang nói thành thạo tiếng Trung nên đã sử dụng chính người tình làm phiên dịch cho các cuộc làm ăn, giao dịch với đối tác người Trung Quốc. Việc giao dịch hàng trắng giữa Mừng với đối tượng tên là Luân ở Trung Quốc do Giang đứng giữa phiên dịch thu xếp. Sau đó, toàn bộ số hàng trắng được giấy lẻ cung cấp cho đối tượng nghiện, các quán bar, vũ trường, v.v. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đào Viết Mừng lên khu vực Tây Bắc lấy hàng trắng về tiêu thụ. Trên đường quay về đến địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú, Tân Lạc thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 bánh heroin phía trong xe. Ngay sau khi người chồng hờ bị bắt, Giang tiếp tục thay người tình, cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Thế rồi không lâu sau đó, nữ quái này ra lưới pháp luật. Với nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi, 61 tuổi, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đáng ra ở tuổi ấy, Thị phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Nhưng chỉ vì hám lời, Thị sa chân ngập sâu vào con đường buôn bán cái chết trắng, để rồi nhận kết cục đáng buồn. Sau khi chồng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Lợi không thay chồng nuôi dạy ba con đang tuổi lớn, Thị bước tiếp vết xe đổ của chồng. Trong đó có người đàn ông người Mông tên là Báo ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vốn là chỗ làm ăn với chồng Lợi trước khi bị bắt. Ngày 1 tháng 12 năm 2011, Lợi cùng người cháu ruột là Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, mang 2,9 tỷ đồng lên huyện Mộc Châu mua 20 bánh heroin. Trên đường về đến địa phận xóm Bản, xã Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình, hai cô cháu đã bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Cao Phong phát hiện. Thấy sự việc bại lộ, Lợi thúc giục người cháu tăng tốc bỏ chạy qua trạm kiểm soát giao thông, đồng thời chống đối quyết liệt khi bị truy bắt. Thế nhưng, cả hai đã bị bắt cùng tang vật là 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục của mình, song hôm bị tuyên án tử, lúc áp giải về trại giam, Lợi vẫn chưa hoàn hồn. Thị chẳng tha thiết ăn uống, đêm nào cũng chằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng, qua khe cửa buồng giam, suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoát vui rồi lại buồn. Nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể của Thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Đã có lúc Thị định phó thác cho số phận, nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên, sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống chung thân, sẽ có ngày về, Thị cũng an lòng phần nào. Không dưới một lần, Lợi đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền xin chết, bởi càng sống ngày nào, Thị phải chịu sự dày vò đau đẳng, bám giết tâm can ngày đó. Còn Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1974 ở Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước lúc bị bắt, tháng 4 năm 2012, nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Dân chơi Lạng Sơn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu thì cũng khiến cánh mày râu phải ngoái đầu nhìn ngắm. Vốn bản tính giang hồ va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên, Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến ma túy khá sớm. Khi vừa bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma túy và bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, Thị ra đầu thú, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, vốn là một phụ nữ tháo vát, lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu vùng biên. Huệ đứng ra cai toàn bộ số cửu vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu, đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh. Có điều, ít ai ngờ, bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu Nguyễn Thị Huệ là một đầu mối vận chuyển ma túy lớn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển heroin sang Trung Quốc, bán và đưa ma túy tổng hợp về bên kia biên giới vào Việt Nam. Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát,
nhưng để bắt Huệ một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu giáp biên giới Việt Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộng cán trong giới giang hồ. Một khi bà trùm của bọn chúng bị bắt, chúng có thể sẵn sàng chống trả quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc. Do đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng phối hợp của Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã quyết định sử dụng kế điệu hồ Ly Sơn là điều đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ. Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ. Khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tẩu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ, kiểm tra, xác định bên trong két có hơn 1 tỷ đồng, một số ma túy mẫu. Một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy Bộ Công an khám nơi ở của một đối tượng tại thành phố Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới, Huệ được hưởng 5 triệu đồng, có chuyến là chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma túy tổng hợp vào trong nước để bán. Tổng cộng, đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gram ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những chùm ma túy trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập. Hiện chuyên án đã kết thúc. Tại hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu khẳng định 006N là chuyên án điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc, bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ xử lý lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên địa bàn rộng là 16 tỉnh, thành phố, đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị địa phương, thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an. Sau khi kết thúc chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình đối với 30 bị cáo, 13 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam. Hà Thị Tiến là tử tù khổ nhất trong khu giam dành cho các nữ phạm nhân bị kết án tử hình ở trại tạm giam Hà Nội. Có lẽ vì nếu như đại đa số các tử tù trong khu giam này được gia đình thăm nuôi thường xuyên, thì Tiến trong suốt hơn 3 năm tạm giam và ngay cả trong giai đoạn khủng khiếp nhất đối với các tử tù như Tiến là chờ thi hành án, sống những ngày cuối cùng, thì Hà Thị Tiến vẫn rất ít được gia đình nhòm ngó đến. Tháng 4 năm 2010, trong cuộc gặp gỡ với một số nhà báo tại khu giam tử hình, Tiến hầu như không nói được gì mà chỉ khóc. Mong muốn duy nhất của nữ tử tù bất hạnh này là được sống để còn có cơ hội được nhìn thấy hai đứa con vẫn còn rất nhỏ ở quê nhà. Mới đây, theo thông tin từ trại tạm giam Hà Nội, tử tù Hà Thị Tiến đã được Chủ tịch nước tha tội chết. Bản án tử hình được ân giảm xuống chung thân. Thoát chuyến đò âm phủ, Hà Thị Tiến bây giờ đang thi hành bản án tù chung thân ở một trại giam khác, giống như tất cả các phạm nhân bình thường khác. Hà Thị Tiến đã được sống, được có cơ hội nhìn thấy hai đứa con, nhưng ngày trở về với những bị án chung thân như cô là rất mịt mù. Chỉ vì lòng tham, chỉ với món lợi 510.000 đồng, người đàn bà này đã tham gia vào một đường dây ma túy và cuối cùng phải trả giá bằng tất cả quãng đời còn lại của mình trong song sắt nhà tù. Ngã rẽ đen tối của cuộc đời Tiến và cái giá cay đắng phải trả cho lòng tham sẽ là bài học đắt giá không chỉ cho riêng ai. Sinh năm 1973, ở tại Bản Buồn, xã Triềng Cơi, thị xã Sơn La. Giống như rất nhiều những phụ nữ miền núi khác, Tiến chỉ quanh năm sống trên núi, làm nương rẫy. Chồng Tiến cũng là người dân tộc Thái, cùng quê với Tiến. Lấy nhau rồi, Tiến về nhà chồng, ở cùng với cha mẹ chồng. Nay đã ngoài 80. Nhà chồng ở trên núi, chồng cũng chỉ có mỗi một nghề làm nương. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Hai vợ chồng chăm chỉ cày cuốc nên cuộc sống cũng tạm đủ, không có của ăn của để.
nhưng cũng chẳng bị đứt bữa nào. Cuộc sống bình thường lẽ ra cứ thế trôi đi yên ả. Nếu như Tiến không mắc vào mối quan hệ với Quảng Thị Lả, một người đàn bà dân tộc Thái lớn hơn Tiến 8 tuổi, sống ở bản Thôm, xã Thôm Mòm, huyện Thuận Châu. Chỉ là một bản người Thái với những nếp nhà sàn bình yên, rất gần đường quốc lộ. Nhưng đã có một thời, Thôm Mòm được coi là điểm nhức nhối nhất về tệ nạn ma túy. Gia đình Quảng Thị Lả là một trong những gia đình ma túy tai tiếng nhất ở cứ điểm ma túy này. Chồng Lả là Quảng Văn Phóng, bị phạt tù 15 năm về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Con rể Lả là Lò Văn Toàn, phải ở tù cũng vì ma túy giống cha vợ. Nhưng hai bản án tù của chồng và con rể không làm cho Quảng Thị Lả và con gái Quảng Thị Sơ sợ hãi mà tránh xa con đường tội lỗi. Hai mẹ con Lả vẫn tiếp tục nối nghiệp chồng, lao vào những phi vụ buôn bán cái chết trắng với số lượng lớn. Đầu tháng 10 năm 2006, Lả đi tiếp tế cho chồng là Quảng Văn Phóng đang thi hành án tại phân trại cải tạo Thanh Xuân ở huyện Văn Giang, Hưng Yên. Về đến bến xe Sơn La thì gặp Trịnh Gia Trung. Trung là người Trung Quốc. Lả đã quen biết Trung từ lâu và Trung cũng nằm trong hệ buôn bán ma túy như mẹ con Lả. Lần này gặp nhau, Trung đưa cho Lả 150.000 USD nhờ Lả về Sơn La mua hộ heroin. Về đến nhà, Lả đưa toàn bộ số tiền trên cho Quảng Văn Binh để mua heroin. Binh với Lả tuy không cùng huyết thống, nhưng cũng coi như người thân trong gia đình ma túy của Lả, vì Binh là bồ của Sơ, con gái Lả. Sau khi mua được cả thảy 28 bánh heroin, Binh và Sơ chả dại gì mà vác số hàng nguy hiểm ấy về nhà mình ở Thôm Mòm, nên đã tìm cách cất giấu ở một địa điểm thuận lợi nhất để dễ bề vận chuyển về Hà Nội. Và bọn họ nghĩ ngay đến Hà Thị Tiến, một người có quan hệ với mẹ con Lả từ lâu. Nhà Tiến ở gần ngã ba Quyết Thắng, thị xã Sơn La, nơi xe tuyến Sơn La, Hà Nội thường đón khách. Đưa hàng cho Tiến vào ban ngày, sợ bị lộ nên Binh và Sơ đã chờ cho trời sẩm tối mới gọi điện cho Tiến ra lấy. Binh và Sơ cũng tỏ ra rất tinh quái khi chúng không mang vào tận nhà Tiến mà hẹn Tiến ra khu vực suối nước nóng, cách đó chừng 3 km để nhận hàng. Lần đầu tại đây, Binh và Sơ đưa cho Tiến một thùng cát tông, bên trong đựng 18 bánh heroin. Lần thứ hai lại đưa cho Tiến một bao tải dứa đựng 10 bánh heroin nữa. Tiến đem về nhà, lặng lẽ cất giấu 28 bánh heroin này trong gầm giường nhà mình. Ít hôm sau, Quảng Thị Lả đã cùng với Quảng Thị Thuông, cháu gọi Lả là dì ruột, đến nhà Tiến với mục đích là lấy toàn bộ số hàng mà Sơ và Binh đã gửi tại đây để bắt xe đem về Hà Nội. Lả đã tháo bung thùng cát tông ra, lấy 18 bánh heroin, tống tất cả vào chiếc bao tải dứa, bên trong đã có 10 bánh. Sau đó, Lả đã nhét bao tải dứa có 28 bánh heroin này vào một chiếc thùng cát tông, bên ngoài để chữ bột ngọt Vedan. Xong xuôi, Lả ngồi vào bàn uống nước, Thuông cũng ngồi ở đấy. Lả rút tiền cho Tiến 500.000 đồng, cho con Tiến 10.000 đồng. Trong khi đó, sau này, theo lời khai nhận của Quảng Thị Lả, thì nếu chót lọt có thể được lãi tới xấp xỉ 1,2 tỷ đồng vì mỗi bánh heroin mẹ con Lả mua vào với giá 90 triệu đồng, nhưng đem về Hà Nội sẽ bán với giá 130 triệu đồng, lãi dòng 40 triệu đồng. Trong cuộc gặp gỡ với các nhà báo tại khu giam tử hình, Tiến khóc nức nở khi kể lại chuyện này. Tiến bảo tại Tiến ngu muội quá, lại tham tiền nên mới đồng ý cho mẹ con Lả gửi ở nhà cái thứ hàng chết người ấy, để cuối cùng phạm phải tội tài đình. Mà số tiền Lả cho Tiến có được là bao? Chỉ có vỏn vẹn 510.000 đồng. Trong những ngày chờ thi hành án, Tiến cứ khóc lóc vật vã mãi, tự trách mình tham lam và ngu dại. Tiến ân hận lắm, nhưng tất cả đã là quá muộn mất rồi. Trở lại vụ án của Tiến và Quảng Thị Lả, sớm hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, cả bản còn đang chìm trong giấc ngủ, trời lạnh như cắt da cắt thịt, thì hai dì cháu Lả đã lục tục trở dậy, đi bộ ra ngã ba Quyết Thắng, thị xã Sơn La để đón xe đem hàng về Hà Nội. Hà Thị Tiến cũng dậy cùng, chất hai thùng cát tông lên đằng sau xe đạp, dắt bộ, chở hộ dì cháu Lả ra chỗ đón xe. Khoảng 14 giờ hôm ấy, thì xe về đến bến xe khách Sơn La tại phường Thanh Xuân Trung, Hà
Hà Nội. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội mật phục tại đây đã bắt quả tang Quảng Thị Lả cùng với chiếc thùng cát tông có chứa 28 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, Lả đã khai ra toàn bộ sự việc, trong đó có chuyện gửi hàng tại nhà Tiến, được Tiến giúp đỡ trong khi đóng gói hàng và vận chuyển ra đón xe ở ngã ba Quyết Thắng, Sơn La. Ngay ngày hôm sau, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Hà Thị Tiến. Tiến bị áp giải về Hà Nội, giam trong hỏa lò. Khi ấy, đứa con gái lớn mới học lớp 3, còn đứa con gái nhỏ thì vừa mới biết ăn cơm. Hai đứa con còn quá nhỏ để hiểu rằng, từ đây chúng sẽ phải cách ly vĩnh viễn với người mẹ vẫn hàng ngày ôm ấp, chăm bẵm chúng. Quảng Thị Lả trong những ngày bị tạm giam, chắc biết tội lỗi của mình quá nặng nên đã tự sát chết trong buồng giam. Quảng Thị Sơ lúc mẹ bị bắt thì đánh bài chuồn, nhưng cũng chỉ trốn chui trốn lủi được một thời gian thì cũng bị bắt. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 3 năm ngoái, mặc dù Sơ tỏ ra ngây ngô, bảo rằng không biết chữ, không gọi điện thoại giao dịch với Tiến vì cho rằng mình còn không biết điện thoại là như thế nào. Nhưng khi tử tù Hà Thị Tiến được dẫn giải đến tòa và khai nhận chính Sơ và Vinh đã mang ma túy đến cho Tiến cất giấu tại nhà, thì Quảng Thị Sơ mới im lặng cúi đầu. Quảng Thị Sơ lẽ ra cũng phải chịu chung số phận với Tiến, nhưng vì Sơ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên theo luật định Sơ không phải chịu án tử hình mà chỉ phải chịu mức án chung thân. Còn Tiến, trong cả hai phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 12 năm 2007 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và phiên tòa phúc thẩm ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tối cao đều bị tuyên án tử hình về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hà Thị Tiến còn phải chịu hình phạt bổ sung với số tiền 20 triệu đồng để xung quỹ nhà nước. Căn cứ để kết tội Hà Thị Tiến, theo bản án phúc thẩm là bị cáo biết rõ đó là ma túy nhưng vẫn đóng gói cùng Lả và cất giữ tại nhà mình, sau đó còn vận chuyển giúp Lả. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn là 28 bánh heroin có trọng lượng 9.950 gram. Do đó, tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm B khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự đối với bị cáo là đúng pháp luật. Mặc dù bị cáo là người dân tộc Thái, có hai con còn nhỏ, sau khi phạm tội khai báo tương đối thành khẩn và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2, điều 46 Bộ luật hình sự. Nhưng số lượng ma túy mà bị cáo tham gia tàng trữ, vận chuyển là đặc biệt lớn, 28 bánh heroin, nên không thể giảm hình phạt cho bị cáo. Sau phiên tòa phúc thẩm, theo quy định của pháp luật, Tiến cũng như các bị án tử hình khác được gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước. Tiến cũng đã gửi đơn đi, dù hy vọng được sống rất mong manh. Trong những ngày khắc khoải chờ đợi trong buồng giam tử hình, Tiến lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Những ám ảnh nặng nề khiến cô trở nên héo hon, u buồn. Nhưng không chỉ có thế, Tiến còn bất hạnh hơn các tử tù khác, bởi cô hầu như không được gia đình quan tâm. Trong suốt hơn 2 năm sống trong khu giam tử hình, số lần cô được nhận quà tiếp tế của gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi hầu hết các tử tù khác đều được gia đình đặc biệt quan tâm. Thi thoảng lắm, cô mới được chồng xuống thăm nuôi. Tất cả những lần Tiến ốm đau, cần thuốc hay cần những vật dụng cần thiết cho phụ nữ, các cô quản giáo ở đây đều giúp Tiến cả. Cuộc sống của Tiến hầu như trông chờ tất vào chế độ của trại. Song Tiến không trách chồng, cô bảo anh vẫn yêu thương cô. Chỉ có điều nhà nghèo mà lại đi từ Sơn La xuống đây, tốn kém quá nên chồng cô không đi thường xuyên được. Đứa con gái nhỏ khi Tiến bị bắt mới 38 tháng rưỡi, bây giờ đã đi học. Có lần chồng Tiến xuống thăm, mang theo cả lá thư của đứa con gái nhỏ gửi mẹ. Chồng Tiến dở thư con, áp vào tấm kính ngăn giữa hai người trong phòng tham gặp tử tù cho Tiến đọc. Thư ngắn lắm, chỉ có vài dòng chữ run rẩy trên trang giấy học trò. Mẹ kính yêu, con nhớ mẹ lắm. Con chúc mẹ mạnh khỏe, sớm được về với con. Lá thư chỉ có vậy mà làm Tiến quặn đau trong lòng. Mong ước duy nhất của nữ tử tù này lúc ấy là còn có cơ hội được sống, dù không được trở về như mong ước của đứa con gái bé bỏng. Giờ ước mơ của Hà Thị Tiến đã trở thành hiện thực. Cô đã được tha tội chết
được sống, để còn được nhìn thấy các con khôn lớn. Đó là ân huệ lớn mà kẻ phạm trọng tội như cô được hưởng. Cho dù với bản án tù chung thân, cuộc đời người đàn bà này sẽ phải trôi đi ở đằng sau song sắt nhà tù và ngày trở về còn rất xa xôi. Cái giá phải trả cho lòng tham và sự mu muội sẽ là một bài học đắng cay, không chỉ cho riêng mình cô mà cho tất cả những ai muốn kiếm tiền bằng con đường phạm tội. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.